các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Mời các bạn nghe tiếp phần 5 Tác phẩm Ảo ảnh tình yêu của tác giả Bùi Ngọc Phúc Quán phở bò trên phố núi Trúc đầu giờ sáng đã đông khách Thịnh ngồi ăn sáng một cách từ tốn Trong khi người bạn thân ăn vội vàng như bị bỏ đói lâu ngày Đợi cho bạn ăn hết bát tái gầu Thịnh hỏi nhỏ, cậu có đủ sức ăn thêm bát nữa không chỉ đợi có vậy hình còi đưa tay quệt mồ hôi rồi gật đầu ngay lập tức thịnh ăn xong từ lâu gã kiên nhẫn đợi cho hình còi ăn nốt bát thứ hai có lẽ bắt đầu no bụng tốc độ ăn bắt đầu chậm lại hai bát phở kèm thêm một đĩa quẩy khiến hình còi bắt đầu ngồi thở một cách mệt nhọc Ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt bóng nhẫy và bê bết mồ hôi của kẻ sơi liền hai bát tái gầu. Điều chớ trêu ở đây, dù có biệt danh còi, nhưng hình khá mập mạp. Sự thừa cân, béo phì đó có lẽ bắt nguồn từ thói quen ăn uống vô độ. Ăn sáng xong, hình còi khó nhọc đi cả nhắc sang quán cà phê ngay bên cạnh. Lúc này quán vắng tanh vì chưa có khách. Đợi cô bé phục vụ đi pha cà phê hình còi nhăn nhó nói lão đó nuôi chó giữ để canh nhà sao cậu không dặn trước cho tớ biết đề phòng cậu thừa biết tớ chuyên mở khóa và vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh mấy vụ xử lý chó là tớ chịu thịnh khẽ ả à lên một tiếng rồi phân trần quả thật do nhiều việc quá nên tớ quên hình còi vén ống quần sau đó sắn tay áo để Thịnh nhìn rõ những vết răng chó cắn ngập sâu vào chân và tay. Có những vết cắn, chảy máu đã khô lại. Có những vết cắn lại tím bầm. Hình còi than thở. Nhà giàu có khác, nuôi không phải một con. Bọn chó này quá dữ và hung tợn. Tớ không thoát thân kịp nên đành chịu trận. Thịnh thoáng dùng mình khi nhìn thấy những vết thương để an ủi bạn gã mở ví lấy tiền đưa cho hình còi rồi dặn dò một cách kỹ lưỡng. cậu bắt taxi tới viện Pasteur tiêm phòng dại ngay. việc này không chủ quan được. hình còi cầm tiền rồi lý nhí hỏi thế còn phần việc giờ giang cậu tính sao? ngước nhìn đám mây đang lững lờ trôi sau đó thịnh tự tin trả lời trước mặt việc đó cứ tạm gác qua một bên. Cậu lo tĩnh dưỡng cho khỏe Rồi tính phương án khác vậy Tớ cần tìm thêm người trợ giúp Nhưng việc này quan trọng Tớ chả tin ai được ngoài cậu Thịnh vừa nói xong Cũng là lúc điện thoại đổ chuông Sau khi ngó vào màn hình để nhìn số máy gọi tới Gã chép miệng Đúng là chưa kịp nhắc Đã thấy Tào Tháo xuất hiện Mở cửa căn hộ thấy vợ mình đang ngồi trang điểm trước bàn phấn không đợi hạ vi hỏi thịnh nói ngay bố em nói anh qua bên long biên rồi cùng ông nghĩ đi ninh bình để dự lễ cầu siêu em có đi cùng anh thì đợi hạ vi vẫn chăm chú phủ lớp phấn nền trên mặt cô chậm rãi nói bố tôi gọi anh đâu liên quan đến tôi nghe nói dạo này anh bận rộn quá nhỉ tuần vừa rồi có ba đêm anh không quay về nhà im lặng không trả lời sau khi mặc bộ đồ sẫm màu gã nhẹ nhàng nói em đâu có kém gì ngay lúc cưới chúng mình đã thỏa thuận rõ việc ai người đó làm thân ai người đó tự lo hạ vi nhếch mép cười nhạt đương nhiên tôi chỉ nhắc vậy thôi chứ không có ý gì chỉ sợ anh có lúc không lo nổi cho thân mình thôi lái xe sang long biên trong tâm trạng bực bội Việc suốt ngày bị hai bố con ông Tân đe dọa Khiến nhiều lúc thịnh phát điên Nếu đêm qua Hai con chó canh nhà không ở đó Chắc giờ này thịnh đã có thứ mình cần Trong nhiều lần Quan hệ tình dục với ông Tân Vô tình gã biết Lão quái thai có thói quen ghi hình Và chụp ảnh lại Camera và máy chụp ảnh Lão giấu chỗ bí mật nào đó Nên thịnh không phát hiện ra Chiếc két sắt nhỏ ẩn sau bức tranh Đã tìm được Việc còn lại tìm cách mờ két do bên trong có nhiều thứ đáng giá để mặc cả ngày còn đi học thịnh chơi thân với cậu bạn tên là hinh còi đây là chuyên gia mờ các loại khóa và két với sự suy tính của mình nếu muốn sống yên ổn và làm lại cuộc đời bằng mọi giá thịnh phải lấy lại toàn bộ những hình ảnh và clip nhạy cảm đó số hình ảnh và clip nhạy cảm khác của ông tân với các chàng trai trẻ nếu lấy được đó sẽ là con bài để gã mặc cả thậm chí là tống tiền nếu cần thiết. Đang mải suy nghĩ, bất chợt có người xe ôm chạy xe máy ngang qua. Anh ấy đưa tay đập mạnh vào xe. Thịnh vừa hạ kính xe xuống, người xe ôm nói như hét lên. Xe của anh đang bốc khói, sắp cháy rồi. Đúng như người xe ôm thông báo, khói đang bốc lên từ đằng mũi xe. Hoàng hốt, Thịnh tấp vội xe vào lề đường. Nắp capo được mở ra, trong đám khói nghi ngút, Thịnh nhìn thấy có những đốm lửa đang cháy lan ra từ các cuộn dây điện. Dập được xong đám lửa, là lúc điện thoại của ông Tân gọi đến. Sau khi nghe Thịnh nói sơ qua, ông Tân ra lệnh: "Vứt con xe lại đó, chút bên cứu hộ sẽ cho kéo về gara để sửa." Thịnh vừa chui vào con xe Chrysler, ông Tân nói ngắn gọn: "Hôm nay, bố con mình đi Ninh Bình có việc." đường cao tốc ngày bình thường nên lượng xe cộ không quá đông lái xe chạy với tốc độ khá cao nhưng ông tân nhắc giảm tốc độ cho an toàn khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga ông tân xách túi đồ lễ đi vào nhà thịnh im lặng bước theo sau trong lòng cảm thấy khó hiểu từ trước đến nay mọi công việc làm ăn của ông tân các mối quan hệ trăng chéo phức tạp thịnh đâu có được phần can dự hồ vườn của ngôi biệt thự được chăm sóc chu đáo những khóm hoa khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ cả ngôi biệt thự màu trắng chìm trong sắc hoa muôn hồng ngàn tía so với biệt thự của ông tân bên long biên ngôi biệt thự này bề thế hơn nhiều riêng bể bơi và sân chơi tennis cuối vườn nói lên đẳng cấp của chủ nhân ngôi nhà khi bước vào ngôi biệt thự cảm nhận đầu tiên của thịnh là tiếng gõ mõ tụng kinh quện với mùi nhang trầm Phòng khách của ngôi biệt thự rộng rãi, toàn bộ nội thất đã được dọn hết. Đập ngay vào mắt là chiếc bàn thờ gỗ quý được chạm khắc tinh xảo. Sau bức màn trướng bằng lụa vàng, Thịnh nhìn thấy di ảnh của một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên. Dù không quen biết, Thịnh chắp tay làm lễ theo ông Tân. Đợi khách thắp hương làm lễ xong, chủ nhân ngôi biệt thự mời ông Tân và Thịnh sang phòng bên cạnh uống nước và nói chuyện. Trong phòng khách nhỏ kế bên, thằng cu tầm một tuổi đang leo trèo trên sofa. Bà giúp việc luôn miệng dỗ dành và theo sát, như sợ nó ngã. Thấy người lạ, thằng cu con không sợ. Ngược lại, nó leo lên, ngồi vào lòng thịnh như thân quen lâu rồi. Trong lúc ông Tân ngồi nói chuyện, cô cậu đưa tay sờ mặt, rồi túm tóc thịnh, cười một cách thích thú. Bà cụ chạc ngoài bảy mươi, thấy vậy lên chép miệng, nói như khóc tội nghiệp thằng bé đúng hôm được đón về nhà bố mẹ nó gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc qua câu chuyện với bà cụ thân phận thằng bé được hé lộ con trai và con dâu bà cụ là đối tác làm ăn với ông tân do hiếm muộn nên đã đi xin con trên hà nội ngày đón đứa bé về nhà tai nạn đã khiến con trai và con dâu cùng người lái xe tử nạn riêng đứa bé được mụ đỡ nên không hề hấn gì là một phật tử nên bà cụ cho rằng đó là điểm lành dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn quyết nuôi đứa bé để sau này nó kế thừa sản nghiệp của con trai để lại sau bữa cơm chay mọi công nợ của ông tân với người quá cố được bà cụ giao cho người nhà thay mặt giải quyết chuyến đi thành công ngoài mong đợi khiến ông tân vui ra mặt trong lúc cao hứng ông tân nói với thịnh ngày mai nếu gara báo giá sửa xe cao quá bố sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô mới dù trời mát mẻ sau khi đi bộ hai vòng ở hồ giảng võ thịnh ghé quán cà phê quen thuộc trên phố trần huy liệu nhìn thấy khách quen không cần thịnh lên tiếng mười phút sau một tách cappuccino nóng hổi được cô nhân viên phục vụ đưa ra. Thịnh vừa lướt web đọc tin, vừa thưởng thức cà phê. Những cơn gió đầu mùa khiến cho vỉa hè được trải một lớp thảm vàng bởi vô vàn những lá cây rụng xuống. Từ ngày kết hôn, Thịnh quen dần với lối sống hưởng thụ. Việc sống cùng nhà, nhưng không cùng giường với Hạ Vi không còn làm gã bức xúc như thời gian đầu. Sự không ràng buộc nhau khiến gã tự thường cho mình những lạc thú bên ngoài dù phải cắn răng phục vụ ông tân mỗi tuần nhưng thịnh biết rõ mình không thuộc về thế giới đó gã lao vào những cuộc tình một đêm như một sự cân bằng để nhắc nhở bản thân về giới tính của mình ngồi cà phê vỉa hè thịnh ngắm những ông bố bà mẹ chở con chạy xe ngang qua hầu như ai cũng hối hả mua đồ ăn sáng để đưa con đến trường cho kịp giờ học những lúc như vậy thịnh ước muốn có một gia đình theo đúng nghĩa của nó tuy nhiên nếu không có nhiều tiền điều ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực mấy tháng trời bận rộn với công việc hôm nay thịnh có kế hoạch về cao bằng thăm bố mẹ có lẽ khi được ở ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên thịnh mới cảm thấy có sự tự tin vào bản thân đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm gã đứng lên thanh toán tiền rồi đi bộ về căn hộ bên phố núi trúc đi ngang qua cổng bộ y tế lúc này thịnh nhìn thấy tấm pano tuyên truyền về hạnh phúc gia đình gã nhếch mép cười nhạt bởi hình ảnh về gia đình thành đạt và hạnh phúc của thịnh với hạ vi đang là niềm mơ ước của nhiều người đẩy cửa bước vào căn hộ thịnh giật mình rồi sững người trong giây lát hạ vi đang ngồi tiếp chuyện với cậu bạn thân của gã ngay phòng khách không rõ hai người nói với nhau những gì Nhưng tiếng cười giòn tan của Hạ Vi Và khuôn mặt vui vẻ của hình còi Khiến Thịnh ngạc nhiên Vừa nhìn thấy Thịnh đi vào Hạ Vi ân cần nói Anh Hình là bạn thân với anh Hai người còn là đồng hương cao bằng Sao bấy lâu nay anh không mời anh Hình ghé Nhà vợ chồng mình ăn cơm Như góp phần phụ họa Hình còi góp lời Nếu vợ cậu không chủ động hỏi trước Chắc tớ không biết là ai trong lúc thịnh trò chuyện cùng hinh như muốn thể hiện xuất sắc vai trò một người vợ đảm hạ vi xách túi quà từ trong bếp ra đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói anh hinh vừa nói hôm nay hai anh sẽ về cao bằng tiếc là em có lịch đi phú quốc từ trước nên không về cùng được em gửi anh túi quà để bố mẹ bồi bổ có gì tháng tới em sẽ thu xếp về thăm vốn không lạ gì màn kịch của hạ vi trước mắt bà nên Thịnh đành gượng cười vì không muốn bạn mình phát hiện ra. Tuy nhiên, gã thấy lo lắng, không hiểu Hạ Vi định bày trò gì khi mời Hinh còi lên nhà trò chuyện. Nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, Thịnh cầm túi đồ, dục bạn đi luôn cả muộn. Khi xe bắt đầu chạy trên cầu nhà Tân, lúc này Hinh còi gật gù nói. Cậu quá giỏi, khi lấy được cô vợ nhà giàu xinh đẹp, lại biết điều trà bù cho con bé hà anh là người yêu cũ hồi đó cả trường ai cũng nghĩ là cậu sẽ lấy nó nhưng bây giờ ngẫm lại thấy cậu số may thịnh ngạc nhiên khi thấy tự nhiên bạn mình nhắc đến hà anh dù đang lái xe nhưng gã vẫn hỏi lại việc chia tay nhau vì không hợp là hết sức bình thường sao cậu nhắc làm gì hình còi xe gói bim bim ăn cho đỡ buồn mồm không muốn thịnh đợi lâu gã tiết lộ một chuyện động trời cậu không biết gì sao con bé thanh là bạn thân của hà anh kể với tớ sau khi cậu lấy vợ một thời gian con bé hà anh sinh con tại bệnh viện đứa bé được vài ngày nó bán sang tay cho người ta được khá nhiều tiền hinh còi suýt xoa nhờ có số tiền bán con hà anh đã dùng làm vốn để buôn hàng quảng châu nghe kể bây giờ nhiều tiền lắm đang tập trung lái xe Vừa nghe xong câu chuyện Thịnh bất ngờ đạp mạnh vào chân phanh cố phanh gấp khiến cho hình gọi đập mặt vào kính xe Gói bim bim bị hất văng tung tóe dưới sàn xe Ngồi ăn phở gà ngay khu đô thị định công Vừa ăn Thịnh vừa nói với cô gái nhảy Cuối tháng anh sẽ tìm địa điểm mới để mở quán bar Chỗ cũ đang làm ăn được Nhưng hết hợp đồng nên chủ nhà không cho thuê nữa. Cô gái đang gặm chiếc đùi gà một cách ngon lành, nghe Thịnh nói xong, liền nhỏ nhẹ. Anh muốn làm gì cũng được, nhớ giữ lời hứa, vì tháng này em phải trồng nốt số tiền mua căn hộ. Thịnh mỉm cười âu yếm, cưng cứ chịu khó chiều anh, ngoan rồi sẽ có quả. Nói xong câu đó, tự nhiên gà thấy buồn nôn, bát phở ngon lành trước mặt, nhìn không khác đồ phế thải thịnh đứng lên đi dạo vài mét cho dễ thở hóa ra câu nói của gã dành cho cô gái chính là câu nói của ông tân hay nói mỗi khi gã cùng ông ta chuẩn bị làm tình bao cảm xúc tự nhiên mất hết thịnh lái xe đưa cô gái về phố trần điền thay vì lên căn hộ để ôm ấp như mọi ngày gã lái xe đi luôn khiến cô gái đứng ngơ ngác trên vỉa hè cô gái nhảy vừa lên tầng 4 đón cô là quản lý phi cùng hai thằng nghiện oặt đang dựa lưng vào tường đứng đợi. Đoán có chuyện chẳng lành, cô gái mỉm cười chào hỏi tay quản lý một cách gượng gạo. Quản lý phi lại gần, nhìn rồi buột miệng khen. Công nhận, từ ngày em hưởng được xếp thịnh ngó tới, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Nhìn em xinh hơn hẳn. Cô gái nhảy tên là Hường chưa kịp phản ứng. Hai thằng nghiện đã túm tóc và bẻ tay cô ngược về phía sau. Lúc này quản lý phi bắt đầu gằn giọng Mày nghĩ thằng Thịnh là chủ quán ba thật sao? tình lại đi con. Bố vợ nó là người đứng ra chu cấp tiền để duy trì hoạt động. Mày tuổi gì mà dám xen vào, phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Hôm nay, ta sẽ dạy cho mày một bài học. Mặc cô gái la hét, hai tên đàn em của quản lý phi vung tay, đấm đá, xé quần áo và sàm sỡ, rồi cười một cách khả ố. Sau 20 phút, có lẽ thấy đủ rồi Phi ra lệnh cho hai tên đàn em dừng tay Gã tiến lại Nói với nạn nhân Đánh ghen có nhiều dạng lắm Nặng thì tạt axit Rạch mặt Xé quần áo rồi Tuy nhiên Bố vợ thằng Thịnh nói Do mày phạm sai lầm lần đầu Nên chỉ cảnh cáo nhẹ ở mức độ này thôi Phi rít lên Nếu ngày mai Bọn tao còn thấy mày vo ve bên cạnh nó chắc chắn sẽ không có màn chào hỏi nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Mày nên nhớ, lúc đó ông bố vợ thằng Thịnh mà xòe cả hai bàn tay ra, "Đời mày coi như xong, biết điều dọn nhà biến ngay đi khi vẫn còn kịp." Để lời nói của mình thêm sức nặng. Phi đã thẳng tay giáng cho cô gái một cái tát này lửa, kèm theo đó là một cú đạp thẳng vào bụng. Cô gái bầm dập tả tơi, ngã vật xuống trước cửa nhà. Phi và hai tên đàn em thản nhiên rời đi, coi như không có việc gì xảy ra. Lúc cả bọn đã ngồi trên xe taxi, Phi gọi điện cho ông Tân. Vừa thấy đầu dây bên kia có tiếng alo, Phi vội lễ phép thưa chuyện. Báo cáo anh, sáng hôm nay em vừa gặp con bé đó rồi, em đã ngồi phân tích phải trái nên nó hiểu ra vấn đề. Đầu dây bên kia, tiếng ông Tân khen ngợi cậu làm tốt lắm, nhớ trách tài khoản nhé. Khi cô gái bị trận đòn dằn mặt, ở một khách sạn nhỏ trên đường Đảo Tấn lại có một cảnh tượng khác hẳn. Trong hai cô gái nhảy, Thịnh có phải yêu ái với cô gái tên Hường ở phố Trần Điền. Vốn là kẻ hém gái, gã vẫn qua lại bí mật với cô gái nhảy còn lại. Sáng nay, sau khi không lên nhà với Hường vì bực tức thịnh đã nhắn tin cho cô gái nhảy còn lại đến khách sạn trong lúc đang cuồng nhiệt với nhau cô gái đã thẳng thắn đề nghị anh hứa mua nhà cho con hường vậy anh tính sao cho công bằng thịnh vuốt ve cô gái rồi thầm thì nếu em hạ gục được một thằng này cho anh em muốn gì cũng được cô gái nhòm dậy hỏi thịnh anh hứa rồi đó nhé nếu em muốn chưa thằng nào thoát được tay em thịnh nhếch mép cười nhạt khi câu nói của cô gái nhảy có vẻ đúng sau khi ném cho cô gái mấy bức ảnh thịnh nói như ra lệnh em hãy thực hiện càng nhanh càng tốt nhớ hình ảnh phải đẹp và nhìn rõ mặt làm kiều gì là việc của em thằng này nghiện tập ghim nên em dễ tiếp cận cô gái ngắm mấy bức ảnh rồi bụt miệng khen đẹp trai cao to lại có body chuẩn nhìn qua là em thấy hứng thú rồi nhưng mà nó làm gì mắc tội với anh vậy thịnh bật lửa hút thuốc rồi buông thõng một câu thằng này là người yêu của con vợ anh các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Mời các bạn nghe tiếp phần 6 Tác phẩm Ảo ảnh tình yêu Của tác giả Bùi Ngọc Phúc Đi bộ quanh tòa nhà hết hai vòng Đã gần 7 giờ sáng Biết không còn sớm Nên Thịnh quay về căn hộ để tắm giặt Sau một tuần lo dọn về nơi ở mới Hôm nay Gã ghé phố Trần Điền mời người tình đi cà phê và ăn sáng. Bước chân vào sảnh tòa nhà, Thịnh nén tiếng thở dài bực dọc. Từ khi chuyển từ căn hộ chung cư Lancaster về khu đô thị Việt Hưng, mọi việc đều khiến gã không cảm thấy hài lòng. Do di chuyển vào nội thành xa hơn, tiện ích ở khu chung cư mới kém so với căn hộ cao cấp, nên nhiều đêm gã ghé khu trần điền rồi ở lại qua đêm. Hạ Vi Người vợ trên danh nghĩa của Thịnh chưa một lần đặt chân sang căn hộ ở khu Việt Hưng. Gã dò hỏi và biết được hiện nay cô ta sách vali về sống chung với tay người yêu tại khu Siputra. Đương nhiên khu đó đẳng cấp hơn nơi Thịnh đang sống. Tuy không nói ra, Thịnh cảm thấy việc bị truyền về khu đô thị Việt Hưng nằm trong kế hoạch của ông Tân. Bởi từ đây, ghé tới căn biệt thự của lão bố vợ hờ không quá một cây số. Phần nào đoán được sự bất mãn của Thịnh, trong lần gặp nhau vào đêm hôm trước ông tân cười nhạt nói cưng nghĩ lại coi trước khi gặp anh thì cưng chui giúp ở chỗ nào hiện nay mấy đứa bạn cùng quê với cưng đã có nhà và xe ô tô chưa nghe những lời mỉa mai đó thịnh chỉ biết im lặng vì ông tân nói chính xác bấm chuông mãi không có người ra mở cửa thịnh gọi cho người tình không được bất chợt căn hộ đối diện mở cửa một người phụ nữ đứng tuổi nói nhỏ với thịnh cô hường trả nhà rồi dọn đi từ tuần trước rồi thấy thịnh ngơ ngác không hiểu người phụ nữ nhìn quanh không thấy ai liền tiết lộ hường bị ba thằng đánh đập rất dã man camera có ghi lại tiếc là không nghe được bọn đó nói gì xem lại đoạn băng trong camera do người phụ nữ cung cấp thịnh rời căn hộ trên phố trần điển với tâm trạng bị kích động vừa ngồi vào xe ô tô gã nhấn ga chạy ngay về quán bar quyết ăn thua đủ với tay quản lý mất dạy quản lý phi sai mấy cậu nhân viên lau dọn như mọi ngày bất chợt thịnh từ ngoài lao vào như một cơn gió dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng sức trẻ của thịnh kèm theo quả đấm đầy căm hận khiến phi ngã nhào xuống nền nhà sau phút giây choáng váng quệt máu mồm đang chảy Phi lao vào đánh Thịnh. Đám nhân viên chỉ biết đứng im, không ai dám lên tiếng hay lao vào căn ngăn. Dù có trẻ khỏe hơn, nhưng việc đánh đấm là sở trường của Phi. Máu tiếp tục đổ, nhưng lần này Thịnh là người dính trưởng. Sau trận đòn thù, Thịnh nằm bẹp dưới sàn nhà. Quản lý Phi lồm cồm bỏ dậy với khuôn mặt bầm tím. Ngừa cổ uống cạn chai nước khoáng, gã túm cổ Thịnh kéo, rồi găn giọng nói có giỏi thì sang Long Biên tính sổ với bố vợ mày. Chính lão thuê tao xử lý con ca ve đó. Thịnh nén đau, cô đứng lên rồi đào mắt tìm hung khí để ăn thua tiếp. Một giọng nói quen quen đã cất lên ngay sau lưng. Đánh nhau như vậy là đủ rồi. Muốn tiếp tục, hãy lôi nhau ra vỉa hè. Nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Hà Anh, hai cậu nhân viên lao tới sốc nách và khóa tay Thịnh ném vào chiếc ghế ở góc nhà. Dù bị đánh bầm dập, Thịnh vẫn ngạc nhiên khi thấy người yêu thời sinh viên đang ngồi trước mặt. Hà Anh thong thả châm lửa hút điếu thuốc. Sau khi cô búng tay, ngay lập tức hai cốc rượu được nhân viên bưng ra để trước mặt. Phà khói thuốc vào mặt Thịnh, cô nhẹ nhàng nói. Hoàn có đầu, nợ có chủ, anh đánh quản lý không giải quyết được việc gì chính tôi thuê người theo sát mọi đường đi nước bước của anh những bức hình chụp anh ôm ấp làm tình với con ca ve tất cả được gửi đến lão tân hôm nay tôi không rảnh đến đây ngồi chơi anh xem rồi ký vào thịnh cầm tờ giấy chăm chú đọc hà anh vẫn đều đều giải thích bố vợ gã sang nhượng quán bar này cho cô uống xong cốc rượu chia tay gã không cần vác mặt đến đây nữa nén đau nhìn Hà Anh bằng con mắt căm thù, đợi nghề yêu cũ giết xong hơi thuốc, Thịnh nghiến răng nói: "Đồ khốn nạn, nếu ngày xưa không phải lo gấp mấy chục triệu tiền mổ cho bố cô, liệu tôi có đâm đầu chấp nhận hầu hạ người ta không?" Phả xong làn khói thuốc, Hà Anh thản nhiên trả lời: "Số tiền đó không đủ thanh toán cho đời con gái và mấy năm góp gạo thổi cơm chung với anh." Làm thằng đàn ông đừng nên so lo tính toán với phụ nữ việc anh bí mật bán thuốc lắc ở quán bar này tôi cho người chụp cả đống ảnh làm bằng chứng rồi nếu anh có định phá việc làm ăn của tôi số ảnh tư liệu đó sẽ được chuyển cho bên cảnh sát phòng chống ma túy thịnh nốc cạn cốc rượu rồi văn mắt nói như quát vào mặt hà anh cô là con quỷ chứ không phải là người hà anh cũng nốc cạn chỗ rượu rồi đập tay thẳng xuống bàn nói to tiễn khách gần như ngay lập tức thịnh đã bị mấy thằng nhân viên mặc áo đen lôi cổ ném ra ngoài cửa không biết mình đã ngồi trước căn hộ bao lâu việc gặp lại người yêu cũ khiến thịnh cảm thấy bất ngờ hà anh hiền dịu ngày nào đã trôi vào dĩ vãng thay vào đó là một Hà Anh lạnh lùng với nhiều thủ đoạn không ngờ. Gã biết năm đó vứt cho Hà Anh 50 triệu rồi làm hôn lễ với Hạ Vi là một sai lầm chết người. Nhưng có tự trách mình, không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thoáng chút lương lự, Thịnh lấy điện thoại gọi cho ông Tân. Đầu dây bên kia tiếng ông Tân vẫn mềm mỏng như mọi ngày. Cưng phải không? Anh quên, không nói cho cưng biết. Do quán ba dạo này thu không đủ chi, anh quyết định bán cắt lỗ rồi Thịnh cay đắng hỏi lại Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là thằng làm thuê và phục vụ sinh lý cho ông Tay trắng lại hoàn tay trắng Sau tiếng cười đầy khinh miệt Đầu rơi bên kia Tiếng ông Tân quay ngoắt 180 độ Ông nói bằng một giọng kẻ cả Nếu mày muốn có tiền Hãy lên phương án bắt cóc thằng bé con nhà đại gia ở Ninh Bình Bọn đó hứa thanh toán nợ nần nhưng bây giờ đã trở mặt Xong việc mày sẽ nhận được 800 triệu làm vốn Lúc đó muốn làm gì Tùy Thịnh kinh ngạc hỏi lại cho chắc chắn Nhà nó nợ tiền Đâu liên quan đến thằng bé Bắt cóc xong tôi biết làm gì với nó Tiếng ông Tần vang lên trước khi cúp máy Mày lo bắt được thằng bé Mọi việc còn lại sẽ có người khác giải quyết Biết ít thôi Con sống lâu đang hoang mang về cuộc điện thoại, Thịnh nhìn thấy Hạ Vi xuất hiện ngay trước mặt. Đây đúng là chuyện lạ bởi vì người như cô ta không bao giờ bén mảng tới đây. Hạ Vi nói mỉa. Đàn ông gì hèn thế? Gặp chút chuyện đã như chim sẻ đi mưa rồi. Nếu có nhiều tiền, sau này lo gì không có gái? Khỏi phải tiếc. Thịnh thở dài hỏi lại. Vậy hôm nay có chuyện gì khiến cô đến tận đây? hạ vi ghé tai thịnh nói nhỏ anh ngu vừa thôi cho người khác ngu cùng ông bố tôi gạt anh khỏi quán bar chỉ là bước khởi đầu anh sẽ còn khổ với ông ý hôm qua tôi cũng bị từ chối cho vay thêm vài tỷ dù trước đó ông ý đã hứa đây là cơ hội để hợp tác với nhau chỉ cần anh gật đầu và rủ thêm thằng hinh cỏi mọi việc còn lại để tôi lo sau gần một giờ bàn bạc với nhau trước khi chia tay về căn hộ hạng sang, Hạ Vi nhấn mạnh. Ngày mai, bố con tôi ăn trưa ở Hồ Tây. Chắc chắn sau đó ông ấy sẽ ngủ một giấc dài. Nhanh cũng phải nửa đêm mới tỉnh lại. Mọi việc ở ngôi biệt thự do anh, thằng Hinh còi và người yêu tôi phối hợp thực hiện. Biết có hỏi thêm vô ích. Không cần suy nghĩ nhiều. Thịnh gật đầu đồng tình với kế hoạch của Hạ Vi. Khi cô vợ hờ bước vào thang máy, Thịnh bấm máy, gọi cho Hinh còi. Ông Tân nằm thư giãn trên chiếc sofa để nghe nhạc. Thu vui tao nhã, vẫn được ông duy trì từ thời còn trẻ. Ngày đó, được nghe trọn vẹn một đĩa nhạc quả không đơn giản. Chỉ cần có người báo cáo việc nghe nhạc vàng, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Chính vì khó khăn như vậy, khi điều kiện cho phép, ông đã vung tiền tỷ để đầu tư cho riêng mình một phòng nghe nhạc đẳng cấp. Tiếng của ca sĩ có giọng ca ngọt ngào vang lên từ bộ dàn âm thanh cực đỉnh. Ông Tân mê mẩn giọng ca trác tuyệt nhưng sớm bạc mệnh của cô từ rất lâu. Ngoài bài mưa trên biển vắng, được ông nghe đi nghe lại nhiều lần, không chán. Bài ảo ảnh luôn là lựa chọn số một bởi vì ông thấu hiểu thế nào là tình yêu. Đối với ông, tình yêu đích thực không hề tồn tại. Nó chỉ là ảo ảnh, đúng như lời bài hát này. Mặc cho những cơn gió chuyển mùa đang thổi tới, khiến hàng cây chút lá kín sân của ngôi biệt thự sau khi trình lại âm lượng của giàn loa, ông lim dim đôi mắt và thả hồn mình phiêu theo giọng hát của cô ca sĩ. Yêu, cho biết bao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu, cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đấy, hứ cho nhiều, dù bao lời nói, đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi những ân tình em đong bằng nước mắt khóc cho đầy hai chữ tình yêu phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu những neo thuyền yêu đương thường dễ đứt khiến bao chiều trên bến tịch lưu vắng con tàu sân ga thường héo hắt thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu bài hát hết từ lâu nhưng ông tân vẫn cảm giác như tiếng hát của cô ca sĩ còn vang vọng quanh đây bà giúp việc gõ nhảy cánh cửa được phép của ông chủ bà bước vào thông báo người lái xe đã sẵn sàng đưa ông tới chỗ hẹn theo lịch làm việc vừa nhìn thấy ông chủ lịch lãm trong bộ vét sẫm màu người lái xe nhanh nhẹn mở cửa xe con xe chrysler 300 lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự người lái xe liền thông báo Cô Hạ Vi hẹn ăn trưa với anh lúc 11 giờ 15 tại nhà hàng Sóng Hồ Tây, ngay phố Nguyễn Đình Thi. Ông thân chép miệng, nói với người lái xe thân tín. Nó mở tiệc hồng môn để xin tiền, nên mới nhọc công như vậy. Tôi lạ gì con bé này? Con xe sang chậm chậm lướt trên con phố đẹp nhất của Hồ Tây. Biết tính ông chủ, nên người lái xe đã chủ động hạ kính xe cho ông ngắm cảnh vừa thấy bóng Hạ Vi đứng ngay trước một nhà hàng, có dáng vẻ bồn chồn. Ông Tân thở dài vì nhìn điệu bộ thích kia, ông đoán chắc hôm nay phải chuyển khoản một mớ tiền. Bất ngờ, một cơn gió lốc từ hồ Tây thổi tới, gió và bụi bay mù mịt, khiến cho chiếc váy mỏng của Hạ Vi đang mặc bị tốc ngược, chiếc quần lót ren đỏ nổi bật giữa cơn rông Ông Tân ấn nút cho cửa xe kéo lên để tránh gió. Thoáng nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm đó, ông buông đúng một câu. Lại xì líp đỏ, y chang con mẹ nó ngày xưa. Đúng là mẹ nào, con nấy. Xe ô tô vừa vào đến thành phố Ninh Bình. Hạ Anh cầm tờ giấy ghi chép, rồi nói với lái xe. Anh rẽ tay phải ngay ngã tư trước mặt nhớ dừng tại quán nước đầu tiên chỗ vườn hoa người phụ nữ bán nước đang mài ép nước mía cho khách khi nhìn thấy hà anh từ trên xe ô tô bước xuống cô lên tiếng mời em gái uống nước mía hay nước dừa ngồi phía này có quạt cho mát đợi người phụ nữ bê cốc nước mía cho khách xong hà anh nhẹ nhàng giải thích cô được bác hà giúp việc là người quen giới thiệu đến gặp cách đây 2 năm có một tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc sự việc này khiến ai cũng đau lòng thấy người phụ nữ ngây người cô khẽ nói em biết chồng chị là lái xe cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn đó câu chuyện được kể lại kèm theo nước mắt của người phụ nữ bán nước mía khiến hà anh xúc động cô cầm sấp tiền rúi vào tay người phụ nữ rồi khẩn khoản nói chị cầm chút tiền lo cho mấy đứa nhỏ mong chị thu xếp để em gặp đứa nhỏ xúc động trước tấm lòng của hà anh người phụ nữ cầm tay cô căn dặn em chịu khó đợi thêm chút nữa chiều nào đúng bốn giờ thằng bé cũng được bác giúp việc cho ra ngoài chạy chơi đúng bốn giờ dù bắt đầu có đông khách ngồi uống nước người phụ nữ dọn hàng để lên xe ô tô cùng hà anh đến khu biệt thự theo chân người phụ nữ lên lầu hai của một quán cà phê hà anh không khỏi hồi hộp từ chỗ ngồi nhìn ngay xuống vườn hoa nội bộ của khu biệt thự vợ người lái xe năm xưa nhìn đồng hồ rồi dặn dò em hãy bình tĩnh đợi chút là thấy thằng bé ngay ngồi uống chưa hết cốc sinh tố bất chợt người phụ nữ reo lên thằng bé kia rồi hà anh đứng bật dậy nhìn cho rõ một bé trai kháu khỉnh đang tha thần chơi ở thảm cỏ ngay phía sau có một bác giúp việc trông chừng bé trai nô đùa chán rồi chạy ra chỗ bác giúp việc mỗi khi cô cậu há miệng ngay lập tức Bác giúp việc xúc cho cô cậu một thìa bơ thái nhỏ trộn với sữa. Nhìn ngắm con trai ngay trong tầm mắt nhưng không sao chạm tới được, đến lúc này, Hà Anh không kìm nén được cảm xúc đang trào dâng. Cô khóc một cách xót xa, khóc cho mình, khóc cho đứa con bé bỏng tội nghiệp có mẹ nhưng lại chịu cảnh mồ côi. Trên đường quay về Hà Nội, Hà Anh nhớ đến một bạn hàng người Trung Quốc có lần trong lúc vui miệng chính người này đã tiết lộ về một đường dây chuyên bắt cóc trẻ em nam rồi bán sang trung quốc một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu vốn là người thực tế đã nghĩ là thực hiện hà anh gọi ngay cho a phong tên của người bạn hàng trung quốc để giữ bí mật cuộc nói chuyện khi có người lái xe đang cầm lái lúc a phong vừa nhấc máy hà anh sổ ra một tràng tiếng trung quốc